Mẹ Phật sát vào, tất cả bọn mày thì gọi tên nhau, tất cả bọn mày thì ở trên nhau, tất cả bọn mày thì đầy lên nhà hồ. Ta đã không thể quan tâm đến bọn mày, ta đã vào vai lao công để dọn mày. Ta vẫn cứ sống như thế như mọi ngày, ta chỉ muốn có thời gian đi chọn giày. Muốn làm gì cũng có nhà còn đầy, phải cố thoát khỏi đây vùng buồn lầy. Nếu mày thích thì ta sẽ đi cùng mày, những âm thanh ấy đang cố để vùng dậy. Tự là tiếng nào, tự là hàng ngon, tự là authentic nhưng mà hóa ra toàn con. Càng sướng nghe nhạc thì mới rõ là càng ngon. Check lại profile thì biết thằng nào sáng hơn. Chắc thì ta ơi vì đã cảm thấy quá sướng. Rồi có những món đồ mà ta cảm thấy khá muộn. Vẫn giữ cái đầu lạnh với một đôi mắt mở to. Và tờ link đưa tờ wrong, là một cắn nướng. Vẫn cần phải khiêm tốn. Không thì kiếm một sẽ được bọn